Vâng, đúng là sự mong mỏi của chị em phụ nữ là luôn luôn da mịn màng, tươi nhuận và trẻ trung. Thì trong có rất nhiều phương pháp để giúp cho làn da được đẹp như vậy. Trong đó có sản phẩm retinol. Chúng ta biết retinol là một dẫn xuất của vitamin A, là một loại retinoid có tác dụng rất tốt trong chống oxy hóa, chống lão hóa và giảm cái thâm nám, cũng như tăng cường cái tổng hợp sợi collagen, elastin và giúp cho da chúng ta căng mịn hơn, chống lại những nếp nhăn. Đó là một cái giải pháp tương đối tốt. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào thì chúng ta lại cần phải có sự thảo luận cũng như là sự tư vấn cả các chuyên gia. Có một công thức rất thú vị, đó là retinol 0,5%, niacinamide 5% và apple C của thương hiệu Dr. Siêu Tịch. Là cái sản phẩm nó kết hợp giữa các hoạt chất đó giúp cho tăng cái tác dụng của retinol và hạn chế những tác dụng phụ do retinol gây nên. Đặc biệt là đây là một cái sản phẩm mà ứng dụng công nghệ bọc hai lớp để bọc cái phân tử retinol. Thứ nhất là cái thành phần gọi là thành phần cấu tạo thể hệ làm bền thân nước và bền thân dầu, giúp cho bảo vệ được cái hoạt chất của retinol. Bền thân nước thì có thể sử dụng những hoạt chất như là natri ascorbat làm chính là vitamin C, hoặc là EGCG làm cái chất xuất từ trà xanh, đó là cái hoạt chất để chống lão hóa, chống oxy hóa rất tốt. Thì cái sản phẩm này giúp cho cái hoạt chất retinol hoạt động mạnh và không bị phân hủy trong môi trường. Loại thứ hai nữa là cái bọc để giúp cho dẫn cái sản phẩm retinol sâu ở trong da chúng ta, giúp cho cái retinol nó có hoạt động rất tốt đối với da chúng ta khi chúng ta sử dụng sản phẩm. Ngoài ra để làm giảm những cái tác dụng phụ của retinol, đó là kích ứng hay là bong chóc hay là bong đỏ da chẳng hạn, thì cộng với lại những cái này tăng tác dụng của những sản phẩm này làm cho da chúng ta phục hồi và tái tạo nhanh hơn, thì trong công thức này còn có những cái hoạt chất khác, đó là niacinamide 5%, đó chính là vitamin B3. Vitamin B3 thì một cái hoạt chất rất thú vị, nó giúp cho không những là tái tạo da, tăng cường sản sinh collagen, tạo nên cái lớp ceramide rất là tốt để bảo vệ da chúng ta, mà còn có tác dụng là chống những cái tác động của môi trường bên ngoài, chống cái tác động oxy hóa khử, chống cái gốc tự do, cho nên là giúp cho chống lại cái lão hóa da rất là tốt. Hoạt chất thứ hai nữa là dịch chiết xuất từ môi trường gốc quả táo. Đây là cái thành phần nhiều thứ hai đứng sau cái thành phần nước ở trong công thức này, giúp cho để bảo vệ những tế bào của chúng ta, tế bào da chúng ta rất tốt, và không những vậy thì nó giúp cho chúng ta chống lại lão hóa và tái tạo cái mô da của chúng ta. Một hoạt chất nữa ở trong cái công thức này đó là dịch chiết xuất từ rau má. Chúng ta biết rau má là cái loại vị thuốc rất là thông thường mà chúng ta được biết, giúp cho làm dịu da, chống lành vết thương, phát huy tác dụng tốt của retinol và hạn chế được những tác dụng không mong muốn do retinol gây nên. Do vậy, chúng ta có thể dùng sản phẩm này một cách rất là yên tâm và có hiệu quả.